Hai xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại kênh YouTube của Hữu Thọ Channel nghe quý vị. Thì trong cái bản tin mà buổi chiều ngày hôm nay thì em cũng muốn lên để em chia sẻ cho quý vị một số cái thông tin, thì nó cũng liên quan cái vụ việc The Drama hoặc là liên quan tới cô show Nguyễn Phương Hằng. Thì theo quý vị cũng biết là cô show Nguyễn Phương Hằng thì vẫn chưa có được về nghe quý vị, thì vẫn còn tạm giam, thì mới đây thì chỉ có được là hơn một tháng thôi. Nhưng trong mấy ngày hôm nay thì đâu lại xuất hiện những cái loạt mà tin nhắn đó, những cái loạt tin nhắn thì được đưa ra ngoài, được đưa lên trên mạng xã hội rất là nhiều đó. Thì quý vị biết đi, những cái tin nhắn này viết lên rất là manh động, rất là công kích cho người dân nha quý vị, nói là cái tên đó là ủng hộ chính nghĩa đó, là có một số cũng mạo danh một số người thì nói là ủng hộ bà Hằng như thế này, hoặc là nói là làm sao mà để cho vợ chồng ông bà Hằng với ông Bình Bưu Dũng lên làm chủ tịch nước, hoặc là còn chửi những người lãnh đạo cấp cao đó. Thì quý vị thấy không, những cái loạt tin nhắn này từ đâu mà ra, thì những cái loạt tin nhắn này nhằm một cái mục đích gì, trong khi bà Nguyễn Phương Hằng thì bà đã bị tạm giam rồi, bà đâu có liên quan về cái vấn đề nữa, mà tự nhiên thì những cái loạt tin nhắn đó thì cũng mạo danh rất là nhiều người nghe quý vị, Long Ngô nè, hoặc là cái kinh gì nữa mà em cũng quên, Hùng Râu nè quý vị, hoặc là những người, nói chung là những người á mà lúc giờ thì nói là ủng hộ cho bà Hằng đó quý vị, hoặc là những người đó thì nói chung chắc là một số người, một số thành phần khác thì đã mạo danh những người này, đã lấy tên của những người này đó, thì đã viết lên những cái dòng tin nhắn, nhắn tin qua lại với nhau nhằm mục đích. Thì quý vị biết á, là cái này còn gọi còn hơn là phản động nữa nha quý vị, cái này còn hơn là vu khống cho bà Hằng nữa, hoặc là vu khống cho ông Quỳnh Vi Dũng, thì nói bây giờ còn chửi chửi lãnh đạo cấp cao hoặc là chửi một số người khác, thì nhưng mà trong khi đó thì mượn danh là bà Hằng, nói là bà Hằng chống lưng, có bà Hằng chống lưng thì muốn chửi ai thì chửi, không sợ, không có liên quan tới vấn đề gì hết đó, không sợ công an cơ quan chức năng nào hết, tại vì có bà Hằng chống lưng rồi. Thì những quý vị biết thì trong khi đó thì bà Hằng bà đang bị tạm giam rồi, bà đâu có liên quan tới cái vấn đề mà của mấy anh mấy chị đâu, tự nhiên mấy anh mấy chị lên thì lôi bả vào cái vụ việc này thì nhằm mục đích. Thì quý vị biết đó, thì nói chung á là lên thì dẫn dắt nè, hoặc là vu khống nè, nhằm mục đích đó là kêu ba cái các fan đó quý vị, nói chung kêu những người fan á thì đồng lòng lấy nhau ủng hộ cho bà Hằng, thì nhằm mục đích là hãm hại cho bà Hằng thêm chứ làm gì, đúng không quý vị? Cái đó rõ ràng á là hãm hại bà Hằng chứ không phải là giúp đỡ cho bà Hằng, thì rõ ràng thì bắt buộc cơ quan chức năng thì người ta sẽ vào cuộc, người ta sẽ điều tra những cái dòng tin nhắn như thế này là từ đâu xuất hiện, từ những cái dòng tin nhắn này á thì tung lên vậy nhằm cái mục đích gì, chứ không phải là lên là kêu gọi là nói này nói kia, là chửi người này chửi người kia, là nói là fan của bà Hằng, là bà Hằng suối đó, vậy là chết rồi quý vị. Lên mà vu khống người ta rõ ràng rành mạch như vậy thì không được rồi, đúng không? Đó, lên mà đăng những cái bài như vậy, lại nói là tôi là phe chính nghĩa, tôi ủng hộ bà Hằng, tôi kêu gọi mọi người là ủng hộ cho bà Hằng, như vậy là không được. Như vậy là thấy rõ ràng là có một số thành phần thì không biết những cái nhóm hội này thì ở từ đâu đến, nhưng mà tại sao lại có thể làm những hành động mà liều lĩnh như vậy, chửi hết người này, chửi từ lãnh đạo cấp cao tới chửi lên tới chủ tịch nước như thế này như thế nọ, thì cái chuyện này rất là bức xúc. Thì thế nào thì cơ quan chức năng thì người ta cũng sẽ vào cuộc để người ta điều tra cho rõ cái vụ việc này. Với những anh em YouTube, người ta cũng rất là bức xúc trong cái ngày hôm nay, thì rất là nhiều anh em YouTube thì người ta rất là bức xúc rồi đó, người ta cũng muốn biết cái thông tin là tại sao lại là phải đưa những cái thông tin như vậy, đúng không quý vị? Thì nói chung những người dân người ta cũng rất là bức xúc, tại vì hay là một số người á thì giả danh là fan của bà Hằng, thì trong khi đó là những cái bọn lương đã gài bẫy hoặc là muốn như vậy, muốn bà Hằng á thì ở trong đó càng lâu hơn. Nhưng cái vụ việc á mà bà Hằng á thì ở trong D30 rồi, thì cũng đã hơn một tháng nay rồi. Nếu những cái thông tin có khi nào quý vị thấy bà Hằng phát biểu nói được cái câu nào ra ngoài không, tới những trợ lý á của bà Hằng á thì người ta còn chưa biết được cái thông tin của bà Hằng nữa. Thì trong khi đó thì những cái bọn này nói để tôi nhắn tin cho bà Hằng để hỏi ý kiến bả một cái, thì trong khi đó thì những bọn này lấy cái nhắn tin ở đâu, nhắn tin từ đâu ra, nói từ đâu lại, rõ ràng là những cái bọn này là phản động, những rõ ràng là những cái bọn là lên công kích, công kích cho người dân, đánh tâm lý của những anh em hoặc là đánh tâm lý của những người dân đó. Thì nói chung thì cũng đợi cơ quan chức năng thì người ta vào cuộc, người điều tra cái vụ việc này, đúng không quý vị? Đó, thì còn những cái thông tin á thì nào á mà liên quan á tới cô CEO Nguyễn Phương Hằng á, thì em cũng mong quý vị á thì có xem á thì cũng nên xem những cái trang báo như là báo Công an Nhân dân hoặc là báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh thôi, chứ đừng có xem những cái loại là trang báo la cải như thế này thế nọ, tại vì có rất là nhiều cái thông tin thì đưa lên á thì hoàn toàn sai sự thật.
thì bà Hằng bây giờ bà đâu có được, đâu có tiếng nói đâu, bà đâu có được nói chuyện gì với ai, chỉ có nói chuyện với luật sư của bà thôi đó. Rồi tự nhiên lên công kích cho bà, là công kích người này công kích người khác, hết công kích được bà thì bắt đầu công kích vào Đại Nam đó, công kích vào Đại Nam xong thì công kích vào ông Quỳnh Vi Dũng đó. Nó có chung rất là nhiều, thì hôm nay quý vị còn thấy còn rất là nhiều cái thông tin là nói là liên quan tới cái vụ việc đó, là cái cu lon đó, là cái một cử tri thì cũng nói về cái vấn đề của bà Hằng, thì cũng có rất là nhiều người dân thì người ta bức xúc, người ta cũng đã lên tiếng, người ta muốn biết rõ cái vụ việc là như thế nào đó. Trong khi đó thì cũng có một số kênh YouTube người ta cũng lên là ý kiến góp ý kiến về cái vấn đề này là liên quan tới cô Lon, thì cũng bị là anh thám tử cung mình lên phân tích là nói như là kênh của anh Điền Võ đó, vậy đó, nói kênh của anh Điền Võ là công kích vào bà Lon, hoặc là chửi, hoặc là chửi bà Lon như thế này thế nọ. Thì anh ta còn có bây giờ là anh thám tử cung là sắp được là làm công an rồi nghe quý vị ơi. Tội phạm Nguyễn Trường Giang là anh thám tử cung mình đó, thì nói chung là sắp được làm công an rồi, sắp được làm công an tại vì có cái lệnh bắt luôn rồi. anh thám tử cung nó bị là có cái lệnh là bắt khẩn cấp Điền Võ. Quý vị nghe là bắt khẩn cấp là thấy nực cười rồi, nhưng kết cục quý vị thấy đó, lên nói sầm sàm vậy đó, lên livestream cho khán giả, livestream cho cái fan của họ, của anh thám tử cung á, thì nghe như vậy cho vui lỗ tai thôi. Rồi lấy cái viện gì bắt là người ta làm gì mà bắt, người ta chỉ lên là nói là cái sự thật, nói là Điền Võ lên á là nói về bà Lon, xúc phạm bà Lon hoặc là vu khống cho bà Lon. Cái người dân á thì lúc mà đưa những thông tin cho người dân á, người ta cũng bức xúc gì chứ đâu phải là một mình nên là anh Điền Võ. Người dân người ta cũng muốn là tìm hiểu được cái sự thật này nó như thế nào đó, thì anh lên anh nói như đúng rồi, anh đòi bắt người này, anh đòi bắt người kia, nhưng từ lúc tới giờ anh đòi bắt biết bao nhiêu rồi người rồi, anh có bắt được ai không, hay là có một số là những cái bọn lương á, hoặc là một số là kênh YouTube dơ á, giống như anh bọn của anh gì đó bị cơ quan chức năng người ta mời nè đó, như anh Lê Minh nè, là cô Quỳnh Heo nè, đó là cô Hằng Đi Cô nè đó, rất là nhiều cái kênh, hoặc là anh Phong Phân gì nè, có rất là nhiều cái kênh nó bị cơ quan chức năng á người ta mời lên làm việc, cái phá mỏm cái lên cái nói lý do này, như cái cô Quỳnh Heo á thì lên nói cái lý do tôi bị mắc kênh rồi, tôi bị đánh bay kênh rồi nên không có lên clip được đó, hoặc cô Đinh Lan đó, đó bị cơ quan chức năng cũng mời lên làm việc đó, rồi cũng đính hình đó đó, rồi cô Hằng Đi Cô đó cũng vậy đó, rồi anh Lê Minh cũng vậy đó. Rồi tại sao anh không phân tích về mấy người đó, rồi anh không lên anh nói mấy người đó đi, cái anh lên anh nói lại nói những anh YouTube này làm cái gì, hoặc là nói về một số người làm khác làm cái gì đó, người rõ ràng nè, báo đài báo chí người ta đưa lên là công an cơ quan chức năng mời những người làm việc thì bắt mấy người này á, muốn dừng cái drama thì anh lên anh phân tích về mấy người này đi, đúng không, phân tích mấy người này đi có view hơn không, đâu có dám đâu quý vị, chung một băng đảng với nhau mà chợ binh nhau không hết nữa, không để bắt đầu cắn nhau, nó rõ ràng cái sự thật nó là như vậy rồi đó. Nhưng mà tại sao em còn không biết nha quý vị, thì có rất là nhiều người người ta vẫn còn ủng hộ, vẫn còn tin tưởng, nói chung là rất là tin tưởng việc nói như sao là nghe làm gì rất là hay. Thì thôi, cái bản tin đó thì chiều ngày hôm nay thì em cũng muốn lên đó là em chia sẻ cho quý vị thì nó có bấy nhiêu thôi. Thì những cái thông tin mà nãy giờ em đưa ra thì nhằm mục đích là cho quý vị tham khảo, chứ em cũng chưa có nhận định là người nào đúng, người nào khai sai nha quý vị. Còn cái việc đúng sai thì mình để cho cơ quan chức năng người ta vào cuộc điều tra cái vụ việc, chứ mình chưa có quyền là khẳng định người này đúng hoặc là người nào kia sai. Cái việc đúng sai để cho cơ quan chức năng. Thôi thì quý vị có xem kênh đó, thì cũng nhớ là đăng ký kênh và ủng hộ kênh của em nha quý vị. Kênh của em là kênh Hữu Thọ Channel. Nói chung kênh của em mắc đề xuất rất là nhiều, nên bây giờ em làm clip á thì cũng rất ít anh chị biết tới em. Thì quý vị thì có xem kênh thì cũng nhớ đăng ký kênh và cho em một like luôn nha quý vị, để cho kênh của em phát triển hơn. Và thôi thì bây giờ em xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo. Em xin chào, bye bye quý vị, chào quý vị.